Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng con tín hữu quý mến, ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội Hoàn Vũ long trọng cử hành đại lễ mừng kính Đức Maria được Thiên Chúa ban đặc ân hồn xác về trời. Trong ngày đại lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả mà Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Và qua đặc ân này, mỗi người chúng ta là con cái của Đức Mẹ, chúng ta cũng có quyền tin tưởng rằng Chúa đã ban cho Đức Mẹ đặc ân hồn xác về trời, thì chúng ta là những người con cái bước theo chân của Đức Mẹ, chúng ta cũng sẽ được Đức Mẹ đưa về trời với Chúa. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác về trời hôm nay cũng là niềm vui trọng đại của toàn thể hội thánh. Trong đó, chúng ta cùng với các quý vị thuộc cộng đoàn Bến Thánh Giá đang phục vụ Đại Giáo xứ Cả Giặt chúng ta mừng kính Thánh Bổn Mạng. Trong đó cũng có nhiều gì mang thánh hiệu Bổn Mạng. Chúng ta hợp với ca đoàn trưởng nữ trong ngày mừng lễ kính Thánh Bổn Mạng hôm nay. Chúng ta cũng cùng với các đội Nezo Presium Đức Mẹ La Vang mừng Bổn Mạng, Presium Đức Mẹ Hồn Xác lên trời mừng kính Thánh Bổn Mạng, nhóm chàng hạt La Vang mừng Quan Thầy. Tạ ơn Chúa xin bình an hơn như ý. Có chính nguồn cụ Anna Tuấn, Anna Cúc, Anna Duyên, Du Xe Thân, Anna, 5 linh hồn Du Xe, 4 linh hồn Anna, linh hồn Martino, linh hồn Du Xe nhân ngày rỗ, linh hồn Anna Hồng, linh hồn Du Xe rỗ 2 năm Teresa Thảo, linh hồn Anna mới qua đời, cầu cho linh hồn Du Xe và xin cho ca mộ được bằng an. Cầu cho linh hồn Du Xe Hùng, Anna Truyền, bà trùm Anna Hòa, cố Anna Sen. Xin ơn chữa lành, xin cho gia đình được bằng an. Cầu cho linh hồn Du Xe và Anna cụ Trương Đức, cầu cho linh hồn Tomaso, cầu cho linh hồn Teresa Trinh, cầu cho ông bà tổ tiên và cầu nguyện cho các linh hồn. Với tất cả tâm tình tạ ơn trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi tu nhân Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót.
Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời ca hồn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Tại chiếc sách khải huyền của Thánh Gioan, đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra, và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời, một con rồng đỏ khổng lồ có 7 đầu, 10 sừng và trên 7 đầu đội 7 chiều thiên. Đuôi nó kéo đi 1/3 tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngai của người, còn bà thì trốn lên rừng vắng. Ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi có nghe lớn tiếng trên trời phán rằng: Này sự cứu độ quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và y quyền của Kitô của người đã được thực hiện. Đó là lời Chúa. Thank you.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế. Rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời bà Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà ma Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lên tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì nảy tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Ngày từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa dân sóc Israel tôi tớ của Chúa, và nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoàn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Chúa. Kính thưa quý vị, quý cố, quý cụ, quý chức và
Chúng con thiếu nhi quý mến, lời kinh mỗi khi chúng ta nghe thấy đều làm cho trong tâm hồn của chúng ta cảm nghiệm được sự vinh quang mà Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ. Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai? Có phải lời kinh Asiad của Lê Dô không ạ? Phải không ạ? Vâng. Bà là ai? Đó chính là Đức Mẹ, là mẹ của chúng ta. Khi chúng ta nghe lời kinh này đó, chúng ta cảm nhận được tình yêu và ân sủng mà Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ lớn lao như thế nào. Kính thưa quý cộng đoàn, tất cả chúng ta đều cảm nhận được lòng yêu mến mà chúng ta dành cho Đức Mẹ. Xin mở loa lớn hơn một chút nữa được không? Lòng yêu mến mà chúng ta dành cho Đức Mẹ, cụ thể là có lẽ nếu một ngày kính Chúa, lễ kính Chúa thì không chắc là đi đông được như ngày lễ kính Đức Mẹ hay không. Cho nên chúng ta thấy là lòng yêu mến Đức Mẹ rất lớn, mà không chỉ lớn ở Việt Nam của chúng ta, mà lòng yêu mến Đức Mẹ trải rộng trên toàn thế giới. Các ngày đại hội Thánh Mẫu trải ra ở khắp nơi trên thế giới. Và ở đâu có đại hội Thánh Mẫu thì ở đấy con cái Đức Mẹ quy tụ từ khắp mọi miền trên thế giới đổ về. Ví dụ như là đại hội Thánh Mẫu ở Hoa Kỳ, đại hội Thánh Mẫu Missouri, hay là đại hội Thánh Mẫu ở bên Đức Úc. Mà thậm chí trong những ngày này chúng ta còn đang hòa chung nhịp đập với Giáo hội Việt Nam cử hành đại hội Thánh Mẫu tại La Vang. Và nếu mà cộng đoàn chúng ta coi trực tuyến trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy một hình ảnh sống động và cả một cái quảng trường rộng lớn tại đại hội Thánh Mẫu La Vang thì kín nghịt, không còn chỗ nào chống những người đến với Đức Mẹ. Cho nên chúng ta thấy được lòng yêu mến Đức Mẹ của con người trên toàn thế giới, không riêng chỉ ở Việt Nam của chúng ta. Rồi ngay ở tại Việt Nam, ở ngay chính cộng đoàn và ngay trong gia đình, nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Bằng chứng là lời kinh kính mừng được vang lên ở mọi nơi, ở trong nhà thờ, ở trong gia đình, trong những giờ cầu nguyện. Rồi nhiều anh chị em đạo đức của chúng ta chỉ cần bước ra khỏi nhà là bắt đầu làm dấu thánh giá và râm ra lời kính kính mừng. Xin Đức Mẹ đồng hành với mình và xin Đức Mẹ bảo vệ trở che cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy lòng yêu mến Đức Mẹ dành mà chúng ta dành con cái của giáo hội, con cái thứ dành cho Đức Mẹ lớn lao như thế nào, rất nhiều như thế nào. Nhưng chúng ta đặt câu hỏi là tại sao mà chúng ta lại yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ nhiều như vậy? Thưa, là bởi vì qua Đức Mẹ chúng ta được đón nhận những ân phúc bởi trời. Mà cái ân phúc, cái quà tặng lớn lao nhất qua Đức Mẹ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó chính là Đức Giêsu đấng cứu độ chúng ta, là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đức Mẹ được Thiên Chúa ban cho bốn đặc ân mà hôm lễ Chúa Nhật và đã chia sẻ với cộng đoàn. Đặc ân thứ nhất là đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Đặc ân thứ hai là đặc ân làm mẹ Thiên Chúa. Đặc ân thứ ba là đặc ân đồng chính trọn đời. Và đặc ân hôm nay chúng ta mừng kính đó chính là đặc ân được lên trời cả hồn lẫn xác. Cái ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời này đó, trong sách lễ Roma thì tiếng Latin ghi là Assumptio Bete Mariae Virginis. Assumptio trong tiếng Latin có nghĩa là cái sự kết hợp, nghĩa là sự kết hợp. Assumptio nghĩa là sự kết hợp. Vậy thì sự kết hợp ở đây nghĩa là gì? Sự kết hợp ở đây nghĩa là Thiên Chúa cho Đức Mẹ sau khi qua khỏi đời này thì trở về với Thiên Chúa và kết hợp với con của mẹ là Đức Giêsu.
Đấy, cho nên trong chính ngôn ngữ và trong nền tảng thánh truyền đã diễn tả cho chúng ta về ý nghĩa của ngày lễ này, đó là việc Đức Mẹ về trời kết hợp với con của mẹ ở trên thiên quốc. Rồi trong giáo hội của chúng ta, ở giáo hội Việt Nam thì được dùng bằng từ mà chúng ta quen gọi, đó là cái từ mông triệu. Mông có nghĩa là gì? Mông trong tiếng Hán, thưa quý cộng đoàn, mông theo tiếng Hán có nghĩa là được ơn. Mông là lãnh nhận, là đội ơn, là được ơn. Triệu nghĩa là gọi. Mông triệu có nghĩa là Đức Mẹ được Thiên Chúa gọi về và lãnh nhận một cái ơn cao trọng. Ngày lễ Đức Mẹ Mông Triệu có nghĩa là được Đức Mẹ được Thiên Chúa gọi về trời để lãnh nhận một đặc ân lớn lao, đó là đặc ân mà Thiên Chúa ban, đặc ân Đức Mẹ hồn xác về trời. Cái ngày đại lễ Đức Mẹ hồn xác về trời mà chúng ta mừng kính hàng năm này, nó không phải ngay từ thuở ban đầu của giáo hội đã có ngày đại lễ này. Từ thuở giáo hội sơ khai được diễn tả bằng niềm tin, và cái niềm tin ấy con cái Đức Mẹ xác tín một điều, giáo hội sơ khai xác tín một điều, đó là Đức Mẹ không chết. Và bằng chứng việc xác tín Đức Mẹ không chết qua một cái đại lễ được cử hành ngay từ thời giáo hội sơ khai, đó là đại lễ Đức Mẹ ngủ. Nếu mà cộng đoàn chúng ta đi qua Israel ấy, thì chúng ta sẽ thấy một đền thờ nguy nga, và ở trong này đặt tượng Đức Mẹ gọi là Đức Bà Ngủ. Niềm tin của giáo hội xác định là Đức Mẹ ngủ, nghĩa là Đức Mẹ ngủ thì Đức Mẹ không có chết, Đức Mẹ chỉ nằm nghỉ thôi. Và Thiên Chúa qua cho mẹ qua một cái giấc ngủ như vậy để mà đưa mẹ về trời, đưa mẹ về trời. Rồi trong một cái truyền thống mà con đã chia sẻ với lại giáo khu Mông Triệu trong ngày tĩnh tâm ấy, là xác tín niềm tin của giáo hội về việc Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Ngay từ buổi đầu của giáo hội sơ khai ấy, là vào cái ngày đấy thì khi mà Đức Mẹ qua đời ấy, thì các tông đồ, hầu hết các tông đồ, đầy đủ các tông đồ ở đấy hết, và thiếu có một người thôi, đó chính là ông Thomas. Ông Thomas ông không có ở đấy bởi vì ông đi vắng. Và khi mà ông Thomas ông trở về thì các tông đồ đã an táng Đức Mẹ ở trong mộ đá rồi. Thời của Chúa Giêsu thì không có chôn xuống đất mà chôn ở trong mộ đá và lấy cái tấm đá đặt vào đấy. Thì ông Thomas ông trở về, ông thấy là Đức Mẹ đã được an táng, mà vì lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt cho nên là ông muốn được nhìn thấy mặt Đức Mẹ lần cuối. Và ông ao ước xin các tông đồ, xin các tông đồ lật tảng đá ra để ông có thể được nhìn thấy khuôn mặt của Đức Mẹ một lần cuối cùng. Ông Thomas ông cầu xin mãi cho nên là các tông đồ cũng chiều lòng Thomas, bởi vì ông Thomas là cái người cứng lòng tin, mà ông là cái trường phái mà phải thấy mới tin. Thì ông nói với Chúa Giêsu, với các tông đồ khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra mà vắng Thomas đấy, ông nói nếu mà tôi không đặt ngón tay vào ngõ lỗ đinh, nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn thì tôi không tin. Cho nên cái trường hợp này ông Thomas cũng là người đi vắng, cho nên ông cũng ao ước được nhìn thấy Đức Mẹ, ao ước được thấy Đức Mẹ. Cho nên các tông đồ cũng chiều lòng Thomas mới lật cái tảng đá ra. Và khi mà lật tảng đá ra thì tất cả các tông đồ đều ngạc nhiên, là bởi vì ở trong cái mộ đá đấy không còn thân xác Đức Mẹ nữa, không còn thân xác Đức Mẹ. Và ở trong mộ đá chỉ còn lại cái mùi hương tỏa ra từ trong mộ đá đó, một cái mùi hương ngào ngạt, dịu êm, một cái mùi hương tuyệt vời mà con người không có được. Và cũng từ trong mộ đá đấy phát ra những lời ca hát của các thiên thần, lời ca của các thiên thần. Và như vậy các tông đồ ngay từ niềm tin ban đầu đã muốn có một cái định tín xác tín là Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Và niềm tin này trải dài trong lịch sử của giáo hội, và cụ thể là qua rất nhiều các công đồng, mãi cho đến thế kỷ 20 thì mới được định tín bằng công đồng Munificentissimus, Deus, và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã định tín bằng xác tín của giáo hội Đức Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Kính thưa quý cộng đoàn, chúng ta xác tín Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác ấy, là bởi vì chúng ta tin tưởng một điều này, đó là làm sao mà Chúa Giêsu là con của Đức Mẹ ở trên trời, Ngài hưởng vinh phúc phục sinh ở trên thiên đàng, mà lại có thể nhìn xuống và thấy thân xác của người mẹ đã sinh ra mình có thể bị mục rá ở trong mộ đá được. Cho nên chắc chắn một điều trong niềm tin của giáo hội và sự xác tín đấy được xác định, được định tín ấy, đó là chắc chắn Chúa Giêsu phải làm cái gì đó cho Đức Mẹ, cho người mẹ của mình, cho mẹ Maria. Và cái việc đấy là chắc chắn trong niềm xác tín là Chúa sẽ cho Đức Mẹ được về trời với thân xác nguyên vẹn. Kính thưa quý cộng đoàn, cách đặc biệt chúng ta trở về với lời Chúa chúng ta vừa được nghe trong thánh lễ hôm nay. Giáo hội cho chúng ta nghe lời Chúa và trình thuật cho chúng ta sự kiện Đức Mẹ đi thăm viếng bà chị họ là bà Elizabeth. Tin mừng thuật lại cho chúng ta Đức Maria vội và an lên đường đến miền núi xứ Judea để đến thăm người chị họ là bà Elizabeth. Tại sao mà Đức Mẹ lại vội vã lên đường, lên miền núi? Đức Mẹ vội vã lên đường lúc đấy Đức Mẹ đã được Thiên Thần truyền tin, và như vậy Đức Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa trong lòng của mình. Rồi Đức Mẹ vội vã lên một miền núi, và thời của Chúa Giêsu thì không có phương tiện nào ngoài việc đi bộ, đi mấy ngày đàng mới có thể đến được với người chị họ của mình. Vậy mà Đức Mẹ đã vội vã đi lên đường đến miền núi, và không chỉ đến với người chị họ trong chốc lát rồi trở về, mà Đức Mẹ lên trên đấy và ở lại. Tin mừng cho chúng ta biết là ở lại với người chị họ đến 3 tháng rồi mới trở về nhà mình. Vì đâu mà Đức Mẹ lại vội vã lên đường, và vì đâu mà Đức Mẹ lại ở lại chăm sóc người chị họ của mình như vậy? Thưa quý cộng đoàn, đó là bởi vì lòng yêu mến và khao khát đem tin mừng cứu độ, đem Chúa Giêsu mà Đức Mẹ đã và đang cưu mang trong lòng đến với người chị họ của mình, và qua người chị họ mang tin mừng cứu độ đến với muôn dân. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời, chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ, và chúng ta ao ước cũng sẽ được cùng với Đức Mẹ, nối gót Đức Mẹ về trên thiên đàng. Nhưng mà để có thể nối gót Đức Mẹ trong niềm hy vọng trở về thiên đàng hưởng phúc vinh quang với Đức Mẹ, thì chúng ta phải trở lại chặng đường mà Đức Mẹ đã đi. Nghĩa là chúng ta sẽ cùng đi với Đức Mẹ trên chặng đường đi đến với người chị họ. Và cái chặng đường ấy diễn tả với chúng ta điều gì? Đức Mẹ đã đi một cách vội vã, Đức Mẹ đã đi không màng đến sự an nguy của bản thân của mình, thì chúng ta cũng được mời gọi theo gót của Đức Mẹ, phải đi ra khỏi sự an toàn của con người mình, phải đi ra khỏi sự chăn êm nệ ấm của mình, phải đi ra khỏi sự an toàn để mà đến với người khác. Và khi mà chúng ta đi ra khỏi sự bình an, an toàn, sự tốt đẹp của mình để đến với người khác như Đức Mẹ đã làm, thì như vậy chúng ta mới có thể nối gót Đức Mẹ và cũng được hưởng phúc trên thiên đàng với Mẹ. Xin Chúa cho tất cả chúng ta trong ngày đại lễ mừng kính Đức Maria hồn xác về trời, chúng ta cũng được đón nhận những ân phúc như Đức Mẹ, và chúng ta xin Đức Mẹ trước tòa Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Amen. Khi mà cùng đàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, để cứu độ chúng ta, Ngươi đã từng
phép Đức Chúa Thánh Thần người đã nhầm. Lên trời vừa là bảo chứng tình yêu cao vời mà Chúa Giêsu dành cho mẹ người, vừa là bảo đảm cho sự phục sinh của chúng ta ngày sau hết. Cùng với mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về người. Xin cho mọi thành phần dân Chúa vững mạnh trong đức tin, luôn thắp sáng hy vọng về hạnh phúc đời đời bằng cách noi gương mẹ Maria mà thưa vâng với thánh ý Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Xin cho những ai đang mê say tiền bạc và lạc thú trần gian nhận diện được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và sự phù phiếm của trần gian, để hoan cải trở về tìm kiếm Chúa và hưởng sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Xin cho các bà mẹ Công Giáo vững tin vào Chúa, nỗ lực trau dồi nhân đức, quyết tâm sống thánh thiện để luôn là người được Chúa chúc phúc và xây dựng gia đình mình nên mái ấm yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta nhận biết Chúa tạo dựng, cứu độ và chăm sóc chúng ta từng phút giây để vui sướng sống liên lỉ dưới ánh mắt của Chúa với lòng biết ơn và tình yêu chân thành. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy
Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang La Maria, xin cho chúng con đặc biệt quý gì, quý hội viên Lê Dô, khu Mông Triều, gia đình trưởng nữ, nhóm chẳng hạt Mân Côi và nhiều người mang tánh hiệu Đức Mẹ hồn xác về trời, được noi gương Đức Mẹ, tin tưởng phó mình sống theo tánh ý Chúa để luôn được bàn tay Chúa gìn giữ tại thế và dẫn chúng con tiến về tiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng con vinh danh Chúa. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kinh để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa yêu mến và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa chúng ta, Thánh
Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Người là khởi đầu là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con Cha yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng: đứng thánh là nguồn mọi sự thánh tiền. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Mỗi lần ăn bánh và uống trên này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết. Vì vậy lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, cho nhân đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, trong ngày lễ trọng Đức Maria hồn xác về trời, chúng con dâng lên Chúa mọi tâm tình ước nguyện, xin Chúa chúc lành, đặc biệt xin Chúa ban muôn ơn xuống trên quý gì, trên giáo họ, giáo khu Mông Triều, các đội Legio, ca đoàn trưởng nữ và nhiều người mang thánh hiệu Đức Mẹ hồn xác về trời. Xin Chúa có lời truyền cầu của Đức Mẹ gìn giữ ban ơn bình an. Xin nhớ đến các ý lễ chúng con dâng Chúa hôm nay, các linh hồn Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và kêu kể từ người dây, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tinh cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa quý cộng đoàn, như đã thưa trong suốt thánh lễ hôm nay, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời. Thế đặc biệt tại cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong điểm hân hoan mừng lễ bổn mạng cùng với quý dì, quý ca đoàn trưởng nữ, các đội ni dô, rồi nhóm chàng hạt mân côi, và chắc chắn cũng có nhiều quý bà, quý cô, quý chị và cả chúng con thiếu nhi nữ cũng mang tánh hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời. Xin được chúc mừng tất cả các đơn vị và xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả chúng ta, cách đặc biệt cho các đơn vị mừng lễ bổn mạng hôm nay. Ngày hôm nay các đoàn trưởng nữ phục vụ trong thánh lễ, các bài hát được chuẩn bị một cách rất rõ ràng và cũng rất là hay. Chúng ta cũng cảm ơn các đoàn trưởng nữ đã phục vụ trong các thánh lễ, dùng lời ca tiếng hát để nâng tâm hồn cộng đoàn lên với Chúa. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tạ ơn Chúa, chúc mừng nhau. Ở đây thì trong ngày đại lễ chúng ta lãnh nhận phép lòng trọng thể, chúng ta chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận phép lòng, phép lành trọng thể hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loài. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bao trợ của Đức Maria. Nhờ người anh chị em đã đăng lành nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc, ngàn niềm vui tiên thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lời đã xong, cho anh chị em đi bình an. Thank you.
và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến.